Hello, xin chào các bạn và anh em đồng nghiệp, một lời chúc sức khỏe và thân nhất nha. Hôm nay mình tiếp tục cái thăm bảy nha các bạn. Anh ta địa điểm cũ rồi, cánh đồng lúa, lúa người ta sắp cắt rồi nha các bạn. Chắc cỡ ngày cắt đây. Chín vàng hết rồi. Vô cái đầu tiên. Cái đầu tiên các bạn, nghe xòm không có, không có, có con là chúng cạc đầu nó mới có hành cạc đầu như bạn, nó sẽ cặp nhẹ thôi, không có cái này còn chiếu có hàng mà nhỏ nha bạn, gạt sưng cái đầu luôn. Để mình xử lý con này cái nha bạn, chắc hơi cực á. Xong rồi nha bạn, lấy ra rồi. Ui dù, lâu cực ghê á. Gãy cổ luôn. Lấy ra bò hết nổi luôn. Hàng mini nha các bạn. Còn không có hai lạng. Cái tiếp theo mình về cho các bạn xem nha. Cái tiếp theo luôn nha mọi người. Không có. Không dính nha các bạn. Còn chuột luôn. Cái này bữa dính con hôn ngựa nè. Đây. Cho nó cái leo. Khu này mình đặt có hai cái nha các bạn. Hai cái được con có hành mini nha. Để tới chỗ địa điểm máy mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Cái tiếp theo nha mọi người. Không có luôn nha bạn, chuồng sống đang đi leo chơi sang cho mình nửa trái luôn. Còn lúa luôn, cái kế tiếp luôn nha mọi người. Không có luôn. Chú còn sống luôn. Chú còn sống luôn. Cái tiếp theo luôn nha mọi người. Có hàng không? Có hàng rồi. Hình ha. Ủa, có hàng đấy nha các bạn. Đây. Em mua hành nữa.
tiếp tục nha các bạn. Đây được em hổ hành này, hai con được hai em. Tiếp hôm nay trời mát trời, đi nó khỏe hơn bữa, bữa thì nóng. Ui, tiếp tục cho các bạn. Nào đi tới mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ui té, té rồi. Cái tiếp theo luôn nha mọi người. Có hàng nữa nha mọi người, con ô hành mini tiếp. Đây nha các bạn, con mini, con hành mini. Có cái ăn bò vô lại vậy không? Ra tới té cứt ì á luôn. Ishu kinh á, kinh quá trưởng. Dĩa ghê quá. Nha, được ba em, ba em hổ hành nha các bạn. Hai con mini, được con cũng khá khá to nữa nha. Con này cũng cỡ nửa ký các bạn. Để mình xử lý cái này nha các bạn. Cái bẫy tiếp theo mình quay cho các bạn xem nha. Cái tiếp theo nha mọi người. Là mẫu thôi. Đang xử lý cái này nha bạn. Được là mẫu. Cái này bữa dính con hôi vện nè. Bữa dính con hôi vện ký mốt nha bạn. Hôm nay thì không dính con gì cho mở tha. Quá trời rác này. Làm tổ làm nhà nó luôn. Xuống tới để xử lý cái này cho bạn, để cái tiếp theo mình quay cho bạn xem nha. Cá ăn xuống. Ta cho can đây, cá này người ta cho ăn cơm nhưng mà quá nhiều cá to đây ít ra bữa. Kinh khủng cá. Cơm sôi.
Thôi đi các bạn. Nhiều quá. Cái tiếp theo nha bạn. Hồi nãy mình quay lén cho cá ăn các bạn. Ao cá người ta cho ăn quá, cá quá trời cá các bạn. Cá ăn mà nhìn thấy ham quá. Nhìn mà muốn. Không có các bạn, chua còn. Ủa sao nó kẹt hôm ta? Sao nó kẹt hôm vậy ta? Chua còn các bạn. Trời ơi, nó bị leo. Hạch lúa rồi. Cái theo quay cho bạn xem nha. Tôi đi vô khu vườn bưởi nha bạn. Bưởi này. Bưởi mới thân nha bạn. Chưa có trái nha mấy. Bưởi tuổi tơ. Đây con cá. Cái gì xiêm mà có món đúng trái món trái à. Bẫy tiếp theo nha các bạn. Ủa nặng lắm ba, có hàng rồi bạn ơi. Nặng lắm. Ui con hồ vẩn. Ui con hồ vẩn khủng nha các bạn. Ui hàng to lắm. Ui lập lên cho bạn. Khủng à, khủng khủng. Xuống 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 có hàng xuống. Thank you.
Đây nha bạn. Khủng em. Sướng sướng nha các bạn. To, lâu lắm mới gặp một con to thế này. Hôm nay sướng sướng này các bạn. Để mình xử lý mấy cái này cho các bạn. Đây tiếp quay cho các bạn xem nha. Được thằng khủng rồi, xuống quá. Vui hết cả người á. Làm video mà dính con nào mà to cho các bạn xem nó sướng sướng, mình cũng thấy cũng vui vui. Tiếp theo cho các bạn. Còn cái này đó rồi, cái này lại đây. Để mình xử lý cái này nha bạn. Cái tiếp theo mình quay cho bạn xem nha. Cái tiếp theo nha mọi người. Chú con nha mọi người. Chú con. Cái này tôi bữa giờ không dính gì trong này. Cái tiếp theo quay cho mọi người xem nha. Cái tiếp theo nha mọi người. Không có luôn. Không chạy nha mọi người. Chụp con luôn, lúa con luôn, cho nó miếng dưa luôn. Cái tiếp theo cho mọi người xem nha. Cái tiếp theo luôn nha mọi người. Đâu ta? Ô, không dính à? Kìa bạn. Yêu con toàn eo này. Nó thêm lũ quá. Ui da. Ui da. Ui.
chuột xuống này là bạn. Nó nằm đây. Đấy, đây. Trời ơi, dừa. Vô được ra được rồi. Tiếp luôn các bạn. Này được hàng khủng ở trong vườn cam hồng bưởi các bạn. Được có hàng khủng. Sướng sướng sướng. Cái tiếp theo luôn nha mọi người. Nhẹ. Cái chú con. À, chú con. Chỗ nó bịt lúa. Nó leo. Cho nó ăn nó có sức. Có sức thì gắn nút nút nó. Thế sao được mọi người? Bóng mà tưởng là con không hành. Thấy chiếu chiếu chiếu. Bịt bóng mà tưởng không hành mà. Tưởng nó vô nữa rồi chứ. Mệt quá. Hôm nay mệt nhưng mà sướng nha các bạn. Con khủng sướng sướng. Vui hết cả người à. Ôi, giờ mình đặt lại nha. Cái tiếp theo quay cho mọi người xem nha. Cái tiếp theo nha mọi người. Cái này chắc mình về luôn nha. À. Nó về cái đầu gì có hàng liền. Đấy, bữa gà không dính mình định về các bạn. Nó về cái đầu nó nằm quấn đây liền à. Con hổ hành nha bạn. Đây nha bạn, hổ hành. Con này cũng được 3 lạng ạ. 3 lạng nha bạn. Mới hầm về thì cái đầu cầm lên nặng tay rồi. Có hàng con hổ hành nha. Yeah.
Ôi chú. Đấy ạ. Ra là ý á, ra là ý á. Đây, sai hết rồi. Đây nha bạn. Ăn khủng, ăn khủng. Ừ, còn nó ấu chuột ra. Gắn ấu chuột ra. Chúi kinh. Kinh quái á. Khủng. Cái tiếp theo luôn nha mọi người. Chụp còn nha mọi người. Đây là miếng lúa. Cái tiếp theo luôn nha mọi người. Chụp con luôn. Bữa dính con hành tới giờ không. Cái theo quay cho mọi người xem nha. Cái tiếp theo cho mọi người. Cái con hổ không đồng ký. Ôi là con mèo nữa bạn. Con mèo nha. Con mèo nha bạn. Đây. Con này con cũng nhỏ. Đây con này, con này mấy tập trước để lại nha các bạn. Đây con mèo nha các bạn. Đây con. Bữa mình được con ký mình ngâm rượu rồi. Đây còn con. Mình được hai con này cũng khá khá to đấy. Bữa nào mình ngâm rượu tiếp. Cái hàng này mình chỉ ngâm rượu thôi, mọi người có không có bán nha các bạn. Ngâm rượu thôi. Ôi. Giờ bắt ra nó hơi bị khó. Con này mình không có quay cận cảnh cho các bạn xem bắt nha. Vì nó mình sợ mất đây lắm. Đấy, nó nằm đang nằm quay đầu ra các bạn. Phun độc ghê đó. Đây, bắt ra nha các bạn. Đây. Nó đây. Mình đã bắt ra đó. Mình này mình chỉ dùng cái này thôi.
đây nha các bạn, hai con hổ mèo nha các bạn. Đấy, hai con hổ mèo ạ. Ở khu đây toàn những hổ mèo không nha các bạn. Tính nó rất là hung nha. Khè khè. Cái tiếp theo quay cho các bạn xem nha. Mình còn ba cái nữa, ba cái ở địa điểm mới nha các bạn. Cái tiếp theo nha các bạn. Con hành cắt đầu nha các bạn. Mệt quá. Giờ mới lấy cái sau lấy ra đây. Chán. Dính con. Còn là cắt đầu không. Em xử lý cái này nha các bạn. Cắt đầu, cái đầu uống nút nu luôn. Ngó hành xử lý xong nha các bạn. Nãy giờ không bị lâu luôn cái đầu. Cái đầu chạy luôn. Y như con là con đầu tiên luôn các bạn. Chính kẹt đầu xù lù. Nhỏ. Anh bỏ bao nha các bạn.